thưa quý vị đại biểu, kính thưa các quý cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý cơ quan thông tấn báo đài, kính thưa quý nhà tài trợ cuộc thi, kính thưa toàn thể quý khán giả hâm mộ đang xem buổi truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, các cơ quan ban ngành tạo điều kiện cho hãng truyền thông Topta Media tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020.